Chào mừng quý vị đang đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát hiện 3 ca mắc Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa một số khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh diễn tập các phương án ứng phó với dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử. Xét xử vụ án tổ chức cho người trốn đi Hàn Quốc. Hóa trang cho tháp Eiffel, công trình biểu tượng của thủ đô nước Pháp. Thưa quý vị, hôm nay Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có thêm các khu vực phải khoanh vùng và phong tỏa tạm thời vì liên quan đến ca bệnh Covid-19 ở quận 3 là một phụ nữ 58 tuổi bán quán ăn tại nhà. Kết quả xét nghiệm khẩn 15 trường hợp F1 của ca bệnh này đã xác định thêm 2 trường hợp dương tính là hai người con sống cùng nhà của bệnh nhân. Sáng nay, con hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, nơi ở của bệnh nhân nói trên đã được khoanh vùng tạm thời. Nhân viên y tế tích cực lấy mẫu xét nghiệm để có kết quả sớm nhất. Trước mắt là cách ly những cái khoanh vùng cái chỗ này, y tế rồi trung tâm y tế, sở y tế cũng đã có xuống hỗ trợ để lấy các cái bệnh phẩm. Trước đó ngày 19 tháng 5, bệnh nhân có triệu chứng bệnh đường hô hấp đến khám tại trung tâm y khoa Medic, kết quả xét nghiệm X quang phổi và CT scan cho thấy phổi có tổn thương. Bà được hướng dẫn đến khám tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chiều cùng ngày. Tại đây qua khám sàng lọc, bệnh nhân được xác định nghi mắc Covid-19. Kết quả xét nghiệm sáng cùng ngày đã xác nhận bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Sáng nay, Trung tâm Y khoa Medic Hòa Hảo, quận 10 cũng đã phong tỏa 4 khoa và chính thức tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân. Từ sáng giờ là không có tiếp nhận các bệnh nhân, các ca nữa. Tại vì giờ phải tuyên truyền mọi người để tránh ra khỏi khu vực mà có cách ly. Ghi nhận trong sáng nay, tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, việc kiểm soát bệnh nhân cũng như thân nhân ra vào bệnh viện được thực hiện nghiêm ngặt. Riêng người con trai chở nữ bệnh nhân trên đi khám bệnh đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Anh này sống ở một con hẻm ở đường Đoàn Phú Tứ, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Hiện 9 người sống cùng nhà với anh đã được lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung. Con hẻm nơi anh ở đã được khoanh vùng phong tỏa để lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại đây. Liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 ở quận 3 nói trên, chiều nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC đã ra thông báo khẩn. Theo đó, những người từng đến quán bánh canh cá lóc O Thanh hai chi nhánh là 287 Xuyệt 5 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 và 289 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 từ ngày 12 tháng 5 đến sáng 20 tháng 5 và những người đến khám tại Trung tâm Y khoa Medic 254 Hòa Hảo, phường 4, quận 10 vào khung giờ từ 8 giờ đến 14 giờ ngày 19 tháng 5 phải thực hiện khai báo tại y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định. Cũng trong hôm nay, tiểu ban điều trị thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo đã có thêm 2 ca bệnh COVID-19 tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở nước ta lên thành 39 trường hợp. Đó là 2 bệnh nhân 3197 và 3554 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, có nhiều bệnh nền khá nặng. Chỉ còn 3 ngày nữa, cả nước sẽ bước vào ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hôm qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai diễn tập các phương án ứng phó với tình huống phát hiện có ca nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 trong quá trình tổ chức bầu cử. Điểm bầu cử số 34 tại đường Võ Thị Sáu, quận 3 được chọn là địa điểm triển khai diễn tập đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để phòng dịch, tất cả cử tri khi đến bỏ phiếu phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Khi phát hiện cử tri có biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, ngay lập tức người này sẽ được đưa đến khu vực cách ly tạm thời, kích hoạt đội phản ứng nhanh hỗ trợ điều tra dịch tễ và chuyển thông tin đến ban chỉ đạo phường. Quận 3 cũng đã xây dựng là 3 cái tình huống. Một là tình huống là bầu cử tại những cái khu vực cách ly tập trung. Hai là tình huống dịch bệnh khi mà có cái ca dương tính hoặc ca nghi nhiễm tại cái khu vực bầu cử. Và thứ ba là tình huống là xử lý dịch bệnh khi mà có cái khu vực phong tỏa. Các khu cách ly là có những trường hợp mà có khả năng lây nhiễm, do đó thì chắc chắn là sẽ có cái sự mà triển khai nghiêm ngặt hơn ở các khu thông thường. Những cái phương án này là đã ban hành rất là cụ thể, rất là chi tiết trong cái kế hoạch mà đảm bảo công tác y tế của thành phố. Để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu từng địa phương, từng cơ sở phải chủ động hoàn chỉnh các kịch bản phòng chống dịch, sẵn sàng các phương án ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước vừa ký tờ trình của Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét phê duyệt việc thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Quỹ Vaccine phòng COVID-19 có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính của quỹ cho hoạt động tài trợ, hỗ trợ, mua và sử dụng vaccine COVID-19.
Vừa qua, chính phủ đã ban hành nghị quyết về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19, trong đó quy định nguồn kinh phí thực hiện bao gồm nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước, nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác khác, nguồn do các tổ chức cá nhân sử dụng vaccine tự nguyện chi trả. Theo tính toán của Bộ Y tế, dự kiến mua 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người, với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng 25,2 ngàn tỷ đồng, bao gồm kinh phí mua vaccine, kinh phí vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm chủng. Trong đó, ngân sách trung ương chi khoảng 16.000 tỷ đồng, 9,2 ngàn tỷ đồng còn lại là từ ngân sách địa phương và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Chuyển sang các thông tin khác. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án môi giới tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài theo chuyên cơ đưa Chủ tịch Quốc hội sang thăm Hàn Quốc vào cuối năm 2018. 8 bị cáo trong vụ án này do Lê Thị Liễu, giám đốc công ty cổ phần JVA cầm đầu, đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo cáo trạng, năm 2018, lợi dụng nhu cầu của một số người dân muốn đi Hàn Quốc để lao động tìm việc làm, các bị cáo đã tổ chức môi giới cho 6 người trốn đi Hàn Quốc để thu lợi bất chính, trong đó có 4 người đã về Việt Nam, còn 2 người đang trốn ở lại. Các đối tượng này đã được ghép vào đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội thăm làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 4 tháng 12 đến ngày 7 tháng 12 năm 2018. Liễu cũng tham gia vào đoàn doanh nghiệp này với tư cách là giám đốc công ty JVA, còn một số người khác đóng vai là giám đốc, phó giám đốc, trợ lý kinh doanh, tham gia đoàn doanh nghiệp. Viện Kiểm sát xác định bị cáo Liễu thu lời bất chính hơn 700 triệu đồng, các bị cáo khác thu lời từ 10 đến 90 triệu đồng. Sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Bị cáo Đinh Ngọc Hệ, tức Út Trọc, cựu phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi gian dối, chiếm đoạt hơn 725 tỷ đồng của nhà nước. Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo của 4 trên 20 bị cáo gồm Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Diệp, tổng giám đốc điều hành công ty Đức Bình, Vũ Thị Hoan, giám đốc công ty Yên Khánh và Phạm Tấn Hoàng, phó phòng kế toán công ty Yên Khánh. Tại phiên tòa, các luật sư của bị cáo Hệ và Hoan vắng mặt. Để đảm bảo quyền lợi của các bị cáo, hội đồng xét xử đã chỉ định luật sư bào chữa. Tuy nhiên, bị cáo Hệ và bị cáo Hoan không đồng ý về vấn đề này. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định tiếp tục xét xử vụ án. Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Đinh Ngọc Hệ đã bị tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, buộc bồi thường 728 tỷ đồng. Ông Đinh La Thăng lãnh 10 năm tù, ông Nguyễn Hồng Trường 4 năm 6 tháng tù và 5 bị cáo thuộc Bộ Giao thông Vận tải từ 2 đến 4 năm tù về cùng tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Thưa quý vị, Ai Cập đã cho khánh thành hai bảo tàng tại sân bay quốc tế Cairo vào hôm qua theo giờ Việt Nam. Với sự kiện này, Bộ Cổ vật Ai Cập hy vọng sẽ đón thêm nhiều du khách hơn sau thời gian dài ngành du lịch nước này bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Hai bảo tàng mới nằm ở khu vực nhà ga số 2 và số 3, sân bay quốc tế Cairo, trưng bày hơn 400 hiện vật. Bảo tàng ở nhà ga số 2 có tầm 304 cổ vật thuộc mọi thời đại của văn minh Ai Cập, còn nhà ga số 3 có khoảng 60 món. Bộ Cổ vật nước này cho biết các bảo tàng tương tự dự kiến sẽ được khánh thành ở các sân bay khác trên khắp Ai Cập trong thời gian tới. Khách du lịch và cả người dân Ai Cập sẽ có thêm một điểm dừng chân hấp dẫn nữa ngay khi đáp xuống sân bay hoặc tranh thủ trước khi rời khỏi Ai Cập. Giá vé rất phải chăng, chỉ tầm 3 đô la Mỹ. Theo thống kê, doanh thu từ du lịch, nguồn ngoại tệ quan trọng của Ai Cập đã giảm đến 70% trong năm 2020. Thế nhưng với các công tác tiêm chủng đang được thực hiện đối với nhân viên hoạt động trong ngành nhà hàng khách sạn tại các khu nghỉ dưỡng dọc Biển Đỏ, Ai Cập hy vọng mô hình điểm đến không COVID-19 này sẽ giúp ngành du lịch phục hồi trong thời gian còn lại của năm 2021. Mới đây, nghệ sĩ đường phố người Pháp JR đã hóa trang cho công trình biểu tượng của thủ đô Paris, tháp Eiffel trở nên thật lạ lẫm với một phông nền ảo diệu làm từ nhiều lớp giấy. JR được xem là một trong những nghệ sĩ đường phố Pháp nổi tiếng nhất hiện nay. Trong tác phẩm mới của JR, tháp Eiffel bỗng dưng nằm treo leo trên một khe vực. Công chúng có thể chiêm ngưỡng công trình này từ ngày 19 tháng 5. Tuy nhiên, với lượng du khách đổ về chụp ảnh sống ảo cũng như trời mưa những ngày qua, có lẽ nó sẽ không tồn tại quá lâu vì làm toàn bằng giấy. Đây không phải là lần đầu tiên JR chơi đùa với thị giác như thế này. Anh cũng từng tạo ra một khung cảnh ảo đầy sống động để ăn mừng sinh nhật thứ 30 của bảo tàng kim tự tháp của Louvre. Mới đây, 6 sợi tóc của huyền thoại nhạc rock Kurt Cobain, thủ lĩnh của nhóm Nirvana,
qua đời vào năm 1994, vừa được bán tại một cuộc đấu giá và đạt hơn 14.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 325 triệu đồng. Theo nhà đấu giá, những sợi tóc này đã được cắt ở thời điểm 4 tháng sau khi nhóm nhạc rock huyền thoại Nirvana ra mắt album đầu tay Bleach. Đây là thời điểm khi nhóm vẫn còn chưa thực sự được biết đến. Những sợi tóc này được một người bạn của Kurt Cobain, cô Tessa Osborne, cất giữ. Cô Tessa đã cắt tóc cho Kurt Cobain vào ngày 29 tháng 10 năm 1989 tại Birmingham, Anh và quyết định giữ lại một ít tóc đã cắt. Theo đơn vị tổ chức, một phần tiền của buổi đấu giá sẽ được ủng hộ cho Crew Nation, quỹ cứu trợ toàn cầu dành cho những nghệ sĩ đang đối mặt với khó khăn vì dịch COVID-19. Tiếp theo trong phần thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Điều tra đường dây mua bán dữ liệu cá nhân với hàng tỷ thông tin về các tổ chức cá nhân. Xe đầu kéo chở hàng chục tấn tôn bị lật ngửa ở cầu vượt Sóng Thần. Theo thông tin từ Bộ Công an, một đường dây thu thập, chiếm đoạt, mua bán trái phép dữ liệu quy mô lớn vừa bị triệt phá. Gần 1.300 GB dữ liệu chứa hàng tỷ thông tin về cá nhân, tổ chức trên toàn quốc đã bị các đối tượng thu thập, chiếm đoạt, mua bán sử dụng trái phép. Từ đầu năm, Ban chuyên án đã đồng loạt tổ chức phá án, khám xét khẩn cấp 7 địa điểm, áp dụng biện pháp tố tụng đối với 15 đối tượng liên quan, vô hiệu hóa 6 đường dây chiếm đoạt dữ liệu quy mô lớn. Sau khi khởi tố vụ án ngày 4 tháng 5, cơ quan điều tra đã ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Dư Anh Quý, 33 tuổi, trú Hà Nội, và quyết định khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú với Lại Thị Phương, 29 tuổi, là vợ của Quý. Các đối tượng đã thu thập được cái lượng dữ liệu rất lớn, nhiều đường dây thì hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức trong thời gian rất dài. Một số đối tượng lợi dụng vị trí công việc, lợi dụng cái quyền quản trị trong các hệ thống quản lý thông tin của người dùng và đã chiếm đoạt dữ liệu này để bán thu lợi bất chính. Cơ quan công an cũng phát hiện nhiều cá nhân doanh nghiệp đã mua dữ liệu với số lượng lớn từ các đối tượng để sử dụng trái phép nhằm thu lợi bất chính. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý cá nhân doanh nghiệp có hành vi vi phạm này. Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết đang điều tra một đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích hoạt động trái phép kêu gọi đầu tư mua bán chứng khoán tiền ảo trên mạng Internet. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 3 người Trung Quốc đang cư trú tại một căn biệt thự trên địa bàn xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Kiểm tra căn nhà, công an tạm giữ 2 máy tính xách tay và 17 điện thoại di động. Dữ liệu thu thập trong máy tính đều liên quan đến hoạt động môi giới chứng khoán và tiền ảo. 3 người Trung Quốc khai nhận sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã được một đối tượng người Trung Quốc tên Lin Jineng đến đón và bố trí ở căn biệt thự này. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công an đang truy tìm đối tượng Lin Jineng, đồng thời xác minh làm rõ hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt Trời Đỏ ở phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến vụ việc. Sáng nay, hàng chục tấn tôn đã rơi chắn ngang đường sau khi một xe đầu kéo bị lật trên cầu vượt Sóng Thần, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vào khoảng 5 giờ 30 phút, xe đầu kéo chở theo 4 cuộn tôn nặng hàng chục tấn chạy trên quốc lộ 1 hướng từ Thủ Đức đi An Sương. Khi đang lên dốc cầu vượt Sóng Thần, chiếc xe mất lái tông đổ hàng chục mét giải phân cách rồi lật ngửa, khiến các cuộn tôn rơi khỏi rơ moóc. Ngoài ra còn có một biển báo giao thông bị húc ngã, cabin xe đầu kéo hư hỏng nặng, nam tài xế bị chảy xước nhẹ. Do phương tiện nằm chắn ngang đường nên giao thông qua khu vực ngã tư Linh Xuân, khu chế xuất Linh Trung và tuyến quốc lộ 1 ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ liền. Sau đó xe cẩu được điều đến để xử lý hiện trường. Tới trưa cùng ngày, hiện trường mới được giải tỏa. Tối qua, một chiếc xe máy chở 3 người đã tông vào đuôi một xe tải đang dừng đổ bên đường, khiến 3 người thương vong. Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Theo hình ảnh được camera ghi lại, vào khoảng 20 giờ 30 phút, một chiếc xe đầu kéo đang dừng bên đường để vá vỏ xe, thì bất ngờ bị một chiếc xe máy chở 3 em gái tông vào đuôi xe. Cú va chạm mạnh làm chiếc xe máy và 3 người đi trên xe văng ra giữa đường, một người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương, được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân tử vong là em Huỳnh Thị Hồng, sinh năm 2007, 2 người bị thương là em Nguyễn Thị Ngọc Quý, sinh năm 2007 và Phan Thị Yến Nhi, sinh năm 2004. Sáng nay, một đám cháy lớn đã xảy ra tại một quán bia nằm trên đường DT427, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Vụ cháy không gây thương vong nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Vào khoảng 10 giờ sáng, nhiều người dân phát hiện lửa kèm khói nghi ngút bốc lên từ khu vực lán lợp tôn của quán bia Vinh Còi. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang một căn nhà 4 tầng bên cạnh. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn huyện Thường Tín đã huy động lực lượng đến hiện trường. Cảnh sát phải phá cửa của căn nhà 4 tầng để dập lửa. Đến hơn 11 giờ trưa cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Toàn bộ khu nhà mái tôn của quán bia bị sập, nhiều tài sản bên trong quán bia bị thiêu rụi, hư hỏng. Theo người dân, nguyên nhân gây cháy có thể do chập điện.
Hôm nay, ông Nguyễn Văn Năm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Vận tải Cứu hộ Giao thông 118 TG, tọa lạc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, trong những ngày qua, công ty ông liên tục bị một nhóm đối tượng tự xưng là công ty cho vay, nhắn tin đe dọa và gọi hàng trăm cuộc điện thoại quấy rối mỗi ngày. Theo ông Nguyễn Văn Năm, nhóm đối tượng cho biết một nhân viên của Cứu hộ Giao thông 118 TG đã vay một khoản tiền của nhóm. Tuy nhiên, nhân viên này đã nghỉ việc từ trước đó. Cũng theo ông Năm, chỉ trong ngày 18 tháng 5, đường dây nóng của công ty đã nhận được gần 300 cuộc điện thoại và ngày hôm qua là gần 400 cuộc gọi. Hầu hết các cuộc gọi được đăng ký dấu số. Ngoài ra còn có nhiều tin nhắn đe dọa. Nhóm cho vay còn thông báo nếu công ty đứng ra trả nợ thay cho nhân viên đã nghỉ việc thì sẽ không bị quậy phá nữa. Sự việc khiến hoạt động cứu hộ của công ty gặp khó khăn vì số điện thoại mà các đối tượng gọi đến là số điện thoại đường dây nóng cứu hộ. Phía công ty đã gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng. Thưa quý vị, theo Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, vào chiều nay, một người đàn ông 63 tuổi ngụ ở khu phố 6, phường 8 quận Gò Vấp đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 lần thứ nhất. Mẫu của người này đã được gửi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm khẳng định. Như vậy, hôm nay thành phố ghi nhận 4 ca nghi nhiễm, gồm cả 3 trường hợp mà chúng tôi đã nói ở trên. Bộ Y tế chưa định mã số bệnh nhân của cả 3 người, nên hiện xem đây như là các ca nghi nhiễm. Trước đó, vào trưa nay, Bộ Y tế cho biết có thêm 44 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước tại các ổ dịch đã cách ly, phong tỏa. Riêng Bắc Ninh và Bắc Giang chiếm 32 ca. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.